Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 3 tháng 11, đêm nay trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì thời tiết khô ráo, ngày mai trời nắng, độ ẩm không khí giảm, trường gió đông bắc cường độ nhẹ nên khiến không khí dễ chịu hơn. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, ban ngày mức nhiệt tăng lên 31 đến 33 độ. Trên biển, ở khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo do vẫn còn tồn tại rãnh thấp xích đạo nên vẫn có mưa rào và dông rải rác, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Trong cơn dông vẫn xuất hiện gió giật mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió đông bắc cấp 5 giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 4 tháng 11 cao nhất 415 cm, xuất hiện lúc 1 giờ 30 phút, thấp nhất 150 cm, xuất hiện lúc 7 giờ 30 phút.